gặp em vẫn như xuyên sao vậy? Này baby cứ yêu em biết bao vậy? Anh sẽ muốn mình trong đôi, anh chỉ yêu mình em thôi. Vì còn tim thương ba đã bơm khi thấy em về. Và hãy nói cho anh nghe đi em cần gì? Anh chỉ có mỗi trái tim thật thần kỳ. Hạnh phúc là khi nào em biết không? Là mỗi lúc ôm nhau hai ta cùng thầm thì. Sự anh không ngại khi cô lâu, anh không giỏi khoa xã hội, anh nằm trong khoa tự nhiên, anh giỏi nhất môn vật lý, nhất là định luật. Ôm nhau anh thì cũng hơi xin số, nhưng mỗi khi hứa là anh làm được. Vì một tình yêu quý giá anh không thể nào đặt lên bàn cược. Anh như em cũng như anh, cứ chơi thoải mái đến khi tàn cuộc. Bởi vì anh muốn cả hai đều vui mà không phải vướng vào thế ràng buộc. Vì sao mình dành cho nhau mỗi lúc trong thời gian rảnh? Mình xuất hiện trên video call, em không make up mà vẫn xe chảnh. Mỗi buổi sáng đều vẫn an lành, vẫn còn thấy nụ cười của nhau. Vì cơ hội sống chỉ có một lần, nếu không trân trọng không còn nữa đâu babe. Thì em cũng đã biết rồi đó, khi cả hai vô tình thấy nhau, đó là cơ duyên của ông trời cho. Vậy thì phải nhất định nắm lấy, đừng để vụt rồi trao tay ai. Một nửa mà em tìm kiếm không xa đâu hết, mà ở ngay đây. Từ ngày gặp em vẫn như xuyên sao vậy? Vì cứ yêu em biết bao vậy? Anh giữ một mình trong đôi, anh chỉ yêu mình em thôi. Vì còn tim thương ba đã bơm khi thấy em về. Và hãy nói cho anh nghe đi em cần gì? Anh chỉ có mỗi trái tim thật thần kỳ. Hạnh phúc là khi nào em biết không? Là mỗi lúc ôm nhau hai ta cùng thầm thì. Nằm im nghe nhịp sóng vỗ, nếu tim em còn trống chỗ thì anh sẽ là người sống vô. Chọn đó làm căn cứ đóng đô. Anh biết ba lời đường mật em thường gặp đều bỏ ngoài tai, nên anh chọn những lời chân thật, chút đồ ăn vặt kèm với vài chai để mình tâm sự. Em có thể tin tưởng anh mà nói hết những tâm tư về những chuyện chưa kể với ai mà em âm thầm giữ. Tin anh một lần chứ, anh xin thế chấp những thứ lần đầu mà anh chưa từng thử. Tất cả là chỉ để dành cho em, con gái làm anh thích thú hơn việc chơi game. Chỉ cần được thấy em cười thôi là muộn phiền anh tan biến nhanh. Ngoại ngữ của em thế nào, hy vọng là em hiểu được tiếng Anh. Những lời mà anh sắp nói, cảm xúc lấy từ những lần bối rối giờ đã được chấp nối. Cảm ơn ông trời thật nhiều vì đã cho em gặp tôi. Từ trong bóng tối chẳng có hy vọng, giờ anh sáng dần khắp lối. Một mình trong đôi, anh chỉ yêu mình em thôi. Vì còn tim thương ba đã bơm khi thấy em về. Và hãy nói cho anh nghe đi em cần gì? Anh chỉ có mỗi trái tim thật thần kỳ. Hạnh phúc là khi nào em biết không? Là mỗi lúc ôm nhau hai ta cùng.